Xin chào các bạn. Vào những ngày cuối tuần khi bầu trời trong xanh, chúng tôi sẽ mang một ít than ra bóng mát ngoài trời, chuẩn bị làm một vài món nướng để ăn chơi. Trước tiên, tôi sử dụng khoảng 2 lon nếp, cho nước vào và ngâm trong khoảng 1 tiếng để chúng được mềm hơn. Sau đó chắc bỏ phần nước ra, cho lượng nếp vào nồi, thêm một ít muối, đổ vào khoảng 450ml nước cốt dừa và trộn đều tất cả lên. Bạn có thể đặt vào vài lá dứa cho thơm, rồi đậy nắp và nấu theo như cách nấu cơm ngày xưa cho nếp được chín hoàn toàn. Sau khoảng 30 phút là nếp đã chín, ta sẽ lấy tất cả chúng ra tô. Nếu có lớp cơm cháy bên dưới, bạn nhớ chừa chúng lại để ăn sau. Với phần cơm nếp này, tôi sẽ thêm khoảng 30g đường cát, trộn đều tất cả với nhau rồi để sang một bên. Tiếp theo, chúng ta sẽ lấy chuối xiêm chín, lột tách lớp vỏ của từng trái, cho tất cả vào thau. Thêm 50g đường cát rồi lắc đều tất cả lên, sau đó để yên trong khoảng 60 phút cho chuối được ngấm đường. Trong thời gian này, chúng ta sẽ ra vườn, chặt vài tàu lá chuối và phơi ngoài nắng một lúc cho chúng héo lại. Bây giờ, ta sẽ xé ra những miếng lá có bề ngang bằng độ dài của trái chuối và những miếng nhỏ có kích thước bằng đường kính của thân trái rồi lau lại tất cả cho sạch. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta sẽ chuẩn bị gói chuối. Bạn lấy một túi ni lông hay zipper, kho dầu vào bên trong, sau đó cho một phần nếp vào. Chúng ta sẽ dùng tay ép một vài lần cho các hạt nếp được dính chặt với nhau. Tiếp theo, bạn xếp túi ni lông lại sao cho bề xếp bằng chiều dài của trái chuối, bề còn lại dài hơn kích thước vòng quanh trái một chút, sau đó ép ra cho đều. Bạn có thể dùng một vật tròn để cán nó ra cũng được. Khi nếp đã được ép ra thành miếng mỏng, chúng ta sẽ cho chuối vào một bên và cuộn lại để miếng nếp quấn chặt quanh trái chuối, đồng thời ép chặt hai đầu lại để toàn bộ trái chuối được giấu kín bên trong. Bây giờ, ta sẽ dùng lá chuối nhỏ, đặt bề sóng lá hướng vào trong, băng vào một đầu trái chuối. Nếu bạn băng với mặt bên kia, khi chín nếp sẽ bị dính vào lá và khó lấy ra hơn. Chúng ta sẽ làm tương tự với đầu còn lại. Tiếp theo, bạn dùng một miếng lá lớn, đặt trái chuối nếp vào và lăn quấn vòng quanh nó. Bạn thấy phần chuối nếp đã được lá bao xung quanh như thế, ta sẽ để nó sang một bên và tiếp tục làm với những trái chuối khác. Khi đã quấn được nhiều trái, tôi sẽ nhóm bếp than đã được chuẩn bị lúc nãy, đặt một vỉ nướng vào, sau đó xếp từng trái chuối lên. Chúng ta sẽ nướng cho đến khi lá chuối bị cháy đen và phần nếp cũng được khô thì mới lột lớp lá bên ngoài đi. Nếu nếp còn dính vào lá thì vẫn tiếp tục nướng cho đến lúc nếp khô rồi mới tách lá ra. Khi nếp đã ngả sang màu vàng đậm là đã chín, ta sẽ gấp chúng để sang một bên vỉ. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm nước cốt dừa để ăn với chuối nếp nướng. Tôi sử dụng khoảng 2 muỗng canh bột bán, cho nước vào và đun lên cho đến khi các hạt bột bán hơi trong lại. Sau đó lượt chúng qua một cái rây, rồi cho tất cả trở lại vào nồi. Lúc này, chúng ta sẽ thêm 2 muỗng đường cát, một ít muối, vani và một chút bột năng. Tôi sẽ cho khoảng 600ml nước cốt dừa vào, rồi khuấy đều tất cả lên. Ta sẽ bắt chúng lên bếp và chỉnh lửa vừa. Nhớ khuấy đều trong quá trình đun. Khi nước cốt dừa đã sôi được một lúc, bạn nhấc tất cả ra khỏi bếp. Bây giờ chúng ta sẽ cắt chuối nếp ra thành những đoạn ngắn, chan thêm nước cốt dừa vào là có thể thưởng thức ngay. Chuối nếp thường được ăn ngay sau khi nướng xong để lớp vỏ nếp còn giòn và không bị cứng. Chuối nếp nướng ăn ngon, có lớp vỏ nếp giòn, thơm mùi chuối chín cùng với vị ngọt béo của nước cốt dừa. Ngày nay, chuối nếp vẫn còn được bán ở một số chợ quê. Nếu có dịp, bạn có thể thưởng thức món chuối nếp nướng miền quê với hương vị rất ngọt ngào này. Khi đã nướng chuối xong và trong bếp vẫn còn nhiều than đang cháy, chúng ta sẽ vào nhà lấy một vài trái bắp, sau đó tách bớt lớp vỏ bên ngoài, chỉ chừa lại vài lớp trắng bên trong như bạn thấy. Bây giờ, tôi sẽ đặt những trái bắp lên vỉ than để nướng. Khi lớp vỏ bắp đã cháy đen một bên, ta sẽ chở sang bên còn lại, đồng thời tiếp tục nướng cho đến khi chúng chín đều. Lúc này bạn có thể lột hết lớp vỏ ra để các hạt bắp được nướng trực tiếp với than nóng sẽ giúp chúng được giòn hơn. Trong thời gian chờ bắp chín, tôi lấy khoảng 200g hành lá, tách phần gốc trắng để sang một bên. Chúng ta sẽ cắt nhỏ phần lá hành ra để chúng tạo thành những đoạn ngắn. Khi đã cắt xong, tôi sử dụng một cái chảo, cho khoảng 100ml mỡ vào, thêm tiếp 100ml nước và 80g đường cát, một muỗng cà phê muối rồi trộn đều tất cả chúng với nhau. Ta sẽ bắt lên bếp và đun cho hỗn hợp được sôi đều. Lúc này bạn giảm thật nhỏ lửa cho lượng hành lá đã cắt nhỏ vào, trộn đều tất cả lên rồi nhấc chảo ra khỏi bếp. Sau một thời gian, những trái bắp nướng cũng đã chín đều, tôi sẽ lấy từng trái ra, dùng nước mỡ hành chan đều lên quanh trái bắp. Bây giờ chúng ta đã có những trái bắp nướng được chan mỡ hành có màu vàng cam trông rất đẹp mắt. Bắp nướng mỡ hành với hạt bắp giòn, ăn vào có vị béo của mỡ và thơm mùi hành lá, tạo cảm giác rất ngon. Có khi chúng tôi lại thích cắt những hạt bắp ra, cho vào trong dĩa, thêm nước mỡ hành và một ít tép mỡ khô vào để ăn cũng rất thú vị.
Bắp nướng mỡ hành đơn giản được nhiều người yêu thích và là món ăn vặt tự làm rất quen thuộc của nhiều bạn miền quê ngày xưa.